Một điều là hàu tươi ngọt, tặng với cái mùi thơm của phô mai với mỡ nhẹ, ăn rất là ngon luôn. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hương Bùi Family nha. Đây mọi người, hôm nay Hương đang làm cái món là hàu nướng mỡ hành nè mọi người. Đây, mọi người nhìn thấy không? Trong này có bơ nữa nè mọi người. À, phải gọi là hàu nướng mỡ hẹ bơ mới đúng. Thơm quá mọi người. Rồi, thơm phức luôn á. Này, hàu còn tươi sống luôn nha. Phải nói là ngon nhất nách luôn mà chưa ăn mà đã thấy ngọt nước rồi mọi người ơi. Thường thì cái món hàu này á, vừa tốt cho tất cả mọi người luôn, không phải là chỉ có đàn ông không mà còn con nít cũng tốt nè. À, người lớn tuổi cũng tốt, tại vì trong hàu này có rất là nhiều chất dinh dưỡng. À, hôm nay Hương làm cho ông xã Hương ăn nha mọi người. Mọi người thấy tâm lý không? Đây, thơm phức luôn nè. Mời mọi người cùng thưởng thức với Hương nha. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hương Bùi Family nha mọi người. Đây mọi người, hôm nay Hương mua được 3 kg hàu nè mọi người, còn tươi sống luôn nè. Hương định sẽ làm cái món hàu nướng. Bây giờ mình sẽ làm cái món này nha. Đây mọi người, ông xã Hương đang chà cho sạch nè. Tại vì Hương mắc quay camera á, cho nên là Hương không có làm được. Mọi người nhớ chà rửa cái lớp vỏ này cho sạch nha. Đây nè mọi người, mình dùng cái miếng chà son như thế này mình chà sạch nè. Tại vì nó từ dưới biển lên á, nó còn dính dính ốc dính đồ nhiều lắm, dính rong đồ nhiều lắm. Mình chà cho sạch nè. Xong rồi mình cậy ra. Để dễ nha. Cái gì ở đây nè, cái gì? Ăn cái gì á? Đây mọi người, cho mọi người xem cái bụi tắc của Hương này. Ăn Tết xong là Hương lặt xong hết trái luôn này. Bây giờ nó như thế này nè mọi người. Hương sẽ tưới nước bón phân cho nó để cho nó phát triển bình thường á. Tại vì Tết thì trái đây, cho màu xem này. Đó, trái vàng luôn nè. Bây giờ Hương bứng ra khỏi chậu rồi nè, cái chậu nó nè. Hương sẽ trồng lại. Đây mọi người, đây là những con này đã được che sạch rồi nè. Em, coi nè, đó thấy không? Rồi. Chán ghê luôn á. Đây mọi người, bây giờ Hương sẽ xắt hẹ để làm cái mỡ hẹ, làm mỡ hẹ để mình nướng chung với hàu của mọi người, nó sẽ thơm ngon hơn so với mỡ hành. Đây mọi người, bây giờ Hương sẽ rang đậu phộng nha. Bắt đầu Hương rang trong cái nồi này nè, nhưng mà cái nồi này nó nhỏ quá cho nên là nó không có chín được. Bây giờ Hương sẽ rang trong đây. Con nóng. Mọi người, bây giờ Hương sẽ cậy cái này lên này. Ông xã Hương đang cậy này. Cậy cái phần này lên này. Đó. Đây nè. Đó, thấy cho mọi người. Đây. Được như này rồi nè. Đó, nó còn. Đây mọi người, hàu Hương sẽ bỏ vô đây nha, để nướng nha. Hương định là Hương sẽ lửa hơi lớn rồi, thì thay nhiều lắm mọi người. Thay nhiều quá không biết sợ nó có cháy không. Để vô ha. Để vô. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hương đi cười. Đây mọi người, hôm nay Hương sẽ làm. Anh nhanh luôn mọi người. Có khi nào bị phòng không ta? Hôm nay chơi lớn nha mọi người. Không làm cái món hàu nướng mỡ hành này mọi người. Thật ra là mỡ hẹ chứ không phải mỡ hành. Ui. Càng lên luôn rồi. Lửa lớn quá. Lửa lớn quá. Lửa lớn quá. Lửa lớn quá. Không ăn, không ăn. Nở bừng. Nở bừng thì nó bừng nè. Cho một bột phô mai vô nè. Ui,
chắc là Hương tắt cái video đi mọi người. Đây, đây nè mọi người. Đây nè, Hương nghĩ là cái này chín rồi nè mọi người. Bây giờ Hương sẽ ăn thử cho mọi người xem nha. Hương nghĩ là Hương sẽ bỏ vô trong cái dĩa này nè. Chín rồi. Cái này cũng chín rồi nè. Tại vì thông thường hàu mình ăn nó chín chín tới nó mới ngon nè. Bóc bóc. Cái mỡ hành nó rớt xuống mọi người. Chảy mỡ ra luôn rồi. Mời mọi người một miếng nha. Hôm nay chơi lớn lắm mọi người, ngồi vừa vừa nướng vừa ăn luôn. Nước ngon quá. Nước ngon quá. Đây nè mọi người. Mình cuốn một miếng nha, đi ăn không? Mẹ anh đây. Bây giờ Hương sẽ bỏ cái này vô nha. Chắc là dùng tay ha. Cuốn lại như thế này. Đó. Muối á. Đây. Chín mọi người, nó chín. Thì thông thường là hải sản này nó nhanh chín lắm. Chín rồi ha. Cái này là chín, không nghĩ là chín rồi đó. Tiên tiên, đây nè mọi người. Thì nãy giờ Hương nướng á mọi người cũng có ngồi ăn rồi. Nhưng mà tại vì do lửa lớn quá cho nên là Hương phải đợi nướng cho xong hết rồi mình ăn một lúc luôn á. Phải nói là cái hàu này nè mọi người, nướng ăn á phải gọi là tuyệt vời ngon luôn á. Cái này là chén độc phộng của Hương nè. Đây nè, để Hương nướng á. Mà rau nó làm chi khúc mắt. Ôi trời. Bây giờ Hương mời mọi người một miếng nha. Húp không vậy nè mọi người. Đi ăn không? Ăn cơm. Không ăn cơm Hương lấy cái muỗng. Wow, nóng hổi luôn nè. Ngọt quá mọi người ơi. Để bán làm gì vậy? Thơm quá. Để bán làm gì vậy? Con hỏi ba làm gì vậy mọi người? Để bán làm gì vậy? Cuốn một miếng rau nha mọi người. Con thích cuốn rau à. Mới này con cuốn rau rồi ăn rất là ngon luôn. Cái mỡ, cái nước của cái nước bơ mọi người. Phô mai á, ngon quá. Đây nè, cuốn lại như vậy nè mọi người. Đây, thêm một tí xíu mỡ hẹ nữa. Lên trên này nè. Một tí xíu nước mắm nha. Nước mắm. Rồi, bây giờ bỏ vô miệng. Hàu tươi sống ăn ngon lắm mọi người. Cho thêm một tí thịt sống này nè. Ăn cho nó ngon.
vẫn thích cuốn với rau thì ngon hơn. Có cái gì, có cái chất xơ. Cái vị béo của phô mai á mọi người, nó kết hợp với cái vị béo của đậu phộng á, ăn nó vừa lạ mà vừa ngon. Còn đang nóng hổi luôn á, tại vì Phương mới tắt bếp lửa mà, Phương nướng xong rồi không tắt bếp lửa. Cái này làm muốn nhậu cũng ngon. Ăn hai con luôn mọi người. Cái này khô nước à. Anh nói bye rồi. Bye bye, vậy đi đi chơi đi. Ba đi nó buồn rồi. Đi không có thích ăn cái này mọi người. Dù ăn nãy giờ mà không thích ăn. Đi ăn không? Không. Đi không thích ăn. Thôi như vậy mà không thích ăn. Đi lấy nữa. Đây nè mọi người. Lì quá nó không nghe luôn á. Bác chờ đậu phộng nha. Ngồi xuống coi. Không, không chịu ăn mà chịu ăn đậu phộng thôi mọi người. Xong rồi, xem nè. Mình xíu không cho mọi người xem là Hương đang nướng bếp lửa bên này nè. Mặn, tại vì Hương cho hơi nhiều muối vào đây á. Đáng lẽ ra là mình không cần phải bỏ thêm muối đâu mọi người. Tại bản thân con hàu nó ở dưới biển á, nó đã mặn sẵn rồi.
giống quá. Tự nhiên giờ ăn đau vậy? Như sàn sàn á. Dạ, đắng quá. Mẹ ăn đá thôi. Đỏ. Béo ngon quá. Chị ăn không? Ừ. Ăn không? Ừ. Chị cuốn cho một cuốn nha. À. Ăn không? Ăn không miếng? Trời ơi, ngồi giống như là mất số gà. Trời ơi, cái gì vậy? Làm. Nè, cái gì? Bảo phòng. Video của Hương cũng khá là dài rồi mọi người. Chắc là Hương xin phép kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho kênh Hương Bùi Family nha mọi người. Nãy giờ ngồi bếp lửa mà cái mặt Hương bây giờ nó đỏ lên luôn rồi chứ không phải là đánh phấn đâu nha. Đây. Đẹp không? Đẹp không? Bye bye. Bye bye. Bye bye.